Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh là ấn phẩm khoa học chính thức mang thương hiệu học thuật của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và là cổng thông tin quan trọng của nhà trường. Trong năm 2022, hướng tới việc nâng cao chất lượng, lần đầu tiên tạp chí ra mắt số đặc biệt được điều hành nội dung bởi nhóm chuyên trách gồm hai biên tập viên khách mời đến từ các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, đó là Tiến sĩ Bùi Phương Chi và Tiến sĩ Lê Hồng Thái. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các biên tập viên khách mời để khám phá sâu hơn về vai trò đặc biệt này. Đối với Trường Đại học Kinh tế thì nghiên cứu khoa học luôn luôn là một định hướng quan trọng. Và đối với tôi, khi mà tôi quyết định trở về Việt Nam và lựa chọn công việc tương lai của mình, thì tôi đã định hướng tới Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội UEB, cũng bởi vì cái danh tiếng trong nghiên cứu khoa học của trường. Trường thì là một trong những cái trường dẫn đầu về phong trào nghiên cứu khoa học của các cái khối trường kinh tế ở trong cả nước mình, và có rất là nhiều những cái công bố nổi tiếng trên các tạp chí ISI Scopus hàng đầu. Vì thế nên là tôi muốn mình cũng là một thành phần ở trong cái môi trường năng động và dẫn đầu như vậy. Đấy là một lý do tại sao tôi lựa chọn Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Và tôi mong muốn rằng với cái nỗ lực của bản thân mình, với những cái kinh nghiệm về công bố nghiên cứu, tôi sẽ đóng góp một phần nào đấy để giúp cho giữ vững cái phong trào nghiên cứu học của trường của chúng ta. Là đây là một cái môi trường rất tốt để phát triển cái khả năng nghiên cứu khoa học. Và không những thế thì khi tôi về và làm việc tại Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội thì quả thật là như thế. Các thầy cô, đội ngũ, các phòng ban cũng như là các thầy cô trong khoa cũng như là các khoa khác đều tạo các cơ hội. Và nhà trường thì cũng có những cái chương trình để hỗ trợ cho các cái giảng viên nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. Và đặc biệt là ngay tại bản thân của nhà trường thì cũng có những cái tạp chí để hỗ trợ cho các giảng viên, và đặc biệt là các giảng viên trẻ, để phát triển cái năng lực nghiên cứu khoa học của mình. Đứng dưới vai trò là ban thành viên của trong ban chuyên môn của hội thảo thì tôi rất lấy làm vinh dự, và tôi cũng cảm nhận rằng bản thân những cái người tổ chức hội thảo ICRF này, chúng tôi rất là quan trọng, kể từ những cái khâu đơn giản nhất như là chọn cái chủ đề của hội thảo, làm sao cho cái chủ đề này nó thực sự là thiết thực với cái bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước, những cái tình hình chung ở trên thế giới hiện nay, cũng như là làm sao cho cái topic này thật sự là gần gũi và có thể dễ tiếp cận nhất đối với tất cả những cái nhà khoa học trẻ. Và kết quả thu về là cái số lượng bản thảo đã gửi về cho hội thảo cũng như là chất lượng của các cái bản thảo thì được đánh giá rất là cao, cao về mặt chuyên môn. Và chúng tôi thấy rằng kể cả những cái vị khách mời, guest speaker, rồi những cái người tham dự hội thảo, họ đều rất là nhiệt tình hưởng ứng cái chủ đề topic của cái hội thảo của năm nay, và cái tinh thần của những cái bài bản thảo đã gửi trong hội thảo. Thì tôi đánh giá đây là một cái thành công lớn của ICRF nói chung và của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm 2022. ICRF là một cái hội thảo mà hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ, đặc biệt là những nhà nghiên cứu trẻ dưới 40, là một sân chơi để các nhà nghiên cứu có thể gặp gỡ nhau, trao đổi và cũng như là phát triển các cái bài nghiên cứu, và từ đó có thể thúc đẩy những cái bài nghiên cứu của mình. Thì các cái bài nghiên cứu này thì là có thể công bố trên các tạp chí quốc tế. Tôi thấy đây là một cái vinh dự rất là lớn, cũng là một niềm may mắn của riêng cá nhân của tôi. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà hội thảo ICRF có một cái tạp chí bảo trợ và có một cái số special issue dành riêng cho các cái bài bản thảo được gửi cho hội thảo. Vì thế nên là thực sự là đứng dưới góc độ là biên tập viên khách mời, tôi rất là hào hứng và có những cái trải nghiệm mà tôi không thể nào quên được. Ví dụ như là khi mời các cái tác giả mà họ đã gửi bài cho hội thảo, để mời họ hãy chuyển bài của anh, của chị cho số đặc biệt của tạp chí lần này. Đấy là một cái trải nghiệm tôi không thể nào quên được. Rồi tôi cũng đi nghe tất cả những cái, hầu như các cái bài trình bày mà có chất lượng tốt ở trong các cái phiên song song của hội thảo, để mà tôi thấy rằng những cái bài nào thực sự là xuất sắc thì tôi cũng cố gắng mời về đóng góp cho cái số đặc biệt special issue này của hội thảo, với cái mong muốn mục đích là làm sao cho cái số đầu tiên này thực sự là chúng tôi tập hợp được những cái bài chất lượng xuất sắc nhất. Đây có lẽ một trải nghiệm rất là thú vị đối với tôi, bởi vì
khi nhận lời biên tập viên khách mời thì có lẽ là đây là cái cơ hội đầu tiên để tôi có thể tiếp cận được với những cái công việc đầu tiên của biên tập viên khách mời, cũng như là có cơ hội giao lưu với lại các tác giả. Và đồng thời thế thì tôi có cơ hội trao đổi và làm việc với lại các tác giả với những cái bài có chất lượng thực sự tốt. Và đây là cũng là cơ hội cho tôi cũng như là cho tôi để học hỏi từ các tác giả. Thì là một độc giả cũng như là tác giả đã gửi bài cho tạp chí, tôi rất là mong muốn tạp chí Kinh tế Kinh doanh của chúng ta có những cái bước phát triển đột phá hơn ở trong tương lai. Và ví dụ như là cái số special issue lần này, lần đầu tiên mà tạp chí của chúng ta có một số special issue dành riêng cho hội thảo quốc tế được chủ trì bởi Trường Đại học Kinh tế, thì đây là một cái thành công rất là lớn. Và tôi nghĩ rằng với cái tầm ảnh hưởng lan rộng của cái hội thảo quốc tế này thì chắc chắn là sẽ có càng nhiều những cái nhà khoa học, đặc biệt là nhà khoa học trẻ biết tới cái danh tiếng của tạp chí Kinh tế và Kinh doanh của trường UEB-VNU. Để gửi gắm cho tạp chí thì có lẽ là những cái tiêu chuẩn, những cái quy định của tạp chí thì đã ngày càng tiếp cận và phổ cập đến lại với cái tiêu chuẩn của các tạp chí quốc tế. Thì đây là một cái điều có thể gọi là một cái sân chơi rất là bổ ích và cũng là xác thực để các nhà nghiên cứu trong nước có thể dần dần tiếp cận với lại các bài báo quốc tế. Thì hy vọng rằng là tạp chí sẽ ngày càng phát triển và nhận được nhiều bài hơn nữa. Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị từ hai biên tập viên khách mời Thanh Chi và Hồng Thái. Hy vọng trong thời gian tới, tạp chí Kinh tế và Kinh doanh sẽ tiếp tục triển khai các số đặc biệt một cách định kỳ, thường xuyên hơn, cũng như nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các biên tập viên khách mời hướng tới mục tiêu công bố các bài báo chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trên hành trình chinh phục và lan tỏa tri thức.